Bảy ngày thai giáo. Tu hành trong thai kỳ đối với sự nâng cao của người mẹ. Có lẽ chúng ta có một số bạn nhận thức về việc làm công khóa trong thai kỳ còn có tính cục hạn, cho rằng làm công khóa trong thai kỳ chỉ là muốn thay đổi vận mệnh cho thai nhi, mà không có lợi ích gì đối với bản thân. Cho nên, trong thai kỳ, khi chúng ta không thoải mái, thân tâm phản ứng rất lớn, vẫn sẽ sanh tâm phiền não. Cũng nghe thấy có một số bạn nói như thế này: đợi sanh xong rồi, mình có thể bái đại sám rồi, có thể tu hành bình thường. Có nghĩa là làm công khóa trong thai kỳ chỉ có em bé thọ ích, chứ không phải chính mình đang tu hành. Hầu như công khóa đã làm không có liên quan gì tới bản thân. Tu hành trong thai kỳ không lẽ chỉ lợi ích cho thai nhi thôi sao? Chúng ta xem nhật ký của bạn Định Tâm thì sẽ biết rõ. Bởi vì những kinh nghiệm khi mang thai, sanh con này của cô đã khiến thân tâm của chính cô đều có lợi ích lớn. Đối với việc tu hành, có thể hội và cảm ngộ càng sâu sắc, càng hiểu rõ được thế nào mới là sự tu hành chân chính, đồng thời nhận được sự nâng cao rất lớn. Đồng tu Trà Trà ở Tế Nam trong lúc mang thai đã từng viết ra những tâm đắc thế này: buổi trưa mình không dám ngủ trưa nữa, tranh thủ làm bù công khóa cho em bé. Công khóa của mình hầu như đều là quỳ, tức là cảm thấy quỳ liên tục cả mấy bộ kinh cũng rất nhẹ nhàng, và cả một buổi chiều cũng không đói. Đây là kỳ tích lần đầu tiên xuất hiện khi mình mang thai. Tại sao lại có kỳ tích như vậy? Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát là đại hiếu tử. Chúng ta mang thai xin Địa Tạng Bồ Tát gia trì, Địa Tạng Bồ Tát chắc chắn sẽ cho chúng ta năng lượng rất lớn. Những người mẹ như chúng ta bái sám, đọc tụng lễ Phật Đại Sám Hối Văn, đọc tụng Kinh Địa Tạng là một việc rất vĩ đại, là một việc có ý nghĩa phi phàm. Tu hành trong thai kỳ, bất luận là đối với thai nhi hay là đối với người mẹ, đều sẽ nhận được sự nâng cao bất khả tư nghì. Nếu như các bạn vẫn chưa biết rõ ý nghĩa của việc tu hành trong thai kỳ, không thể khéo dụng tâm, không thể lợi dụng tốt thời kỳ quý báu để nâng cao bản thân này, thì thật là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta cùng trao đổi về việc tu hành trong thai kỳ đối với sự nâng cao của người mẹ rốt cuộc là như thế nào. Tu hành trong thai kỳ là khế cơ tốt để người mẹ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức, khai mở trí huệ. Rất nhiều người mẹ đều có nghi vấn và phiền não thế này: chúng ta tụng kinh đều hồi hướng cho thai nhi, vậy thì nghiệp chướng của bản thân mình phải làm sao đây? Bản thân mình cũng cần phải tiêu nghiệp chướng mà. Mình có thể nào mỗi ngày tụng và hồi hướng cho thai nhi mấy bộ kinh, sau cùng cũng hồi hướng cho bản thân mình một bộ không? Thật ra trong thai kỳ, sau khi chúng ta tụng kinh, mặc dù đã đem toàn bộ công đức tụng kinh hồi hướng cho em bé, nhưng không có nghĩa là bản thân chúng ta sẽ không được thọ ích. Hài nhi ở trong bụng mẹ là một thể cùng với người mẹ. Chúng ta tụng kinh hồi hướng cho thai nhi thật ra cũng là cho chính mình. Cho nên, tu hành trong thai kỳ không chỉ là giai đoạn thai nhi mau chóng thay đổi vận mệnh, mà cũng là thời kỳ người mẹ tiếp tục tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức, khai mở trí huệ. Bây giờ, bạn không cần lo lắng nữa rồi phải không? An tâm vững chãi mà làm công khóa nha. Chúng ta không ngừng đang tiến bộ nâng cao, có ích lợi cho chính mình, cũng có ích lợi vô cùng cho em bé và cả gia đình. Tu hành trong thai kỳ
là khế cơ tốt để người mẹ đột phá bản thân, tinh tấn tu hành. Bất luận là đồng tu có công khóa ổn định trước khi mang thai hay là đồng tu có công khóa bấp bênh bất định, trạng thái tu hành trong thai kỳ và trước khi mang thai đều có những điểm khác nhau. Có thể các bạn dù ít dù nhiều đều sẽ cảm nhận được một số thay đổi trong thân tâm do việc mang thai mang lại. Trên thực tế, thai nghén em bé trường chay là một điều hạnh phúc đáng để chúng ta cống hiến. Nhưng việc làm công khóa của người mẹ thật sự phải gánh chịu trách nhiệm càng lớn so với những thai phụ bình thường khác. Bởi vì thời kỳ này, chúng ta phải nắm chắc thời kỳ quý báu giúp thai nhi thay đổi vận mệnh này. Cũng chính vì vậy, các bạn càng phải có dũng khí và quyết tâm đột phá bản thân, chiến thắng tập khí lười nhác. Trước khi chúng ta mang thai, nếu như gặp những lúc niệm sám mà lại hôn trầm ngủ gật, tụng kinh không tụng nổi, có thể đã giải đãi rồi, sẽ diễn cớ để mình lười biếng. Nhưng mà thời gian thai kỳ hết sức quý giá, em bé chỉ có một lần cơ hội này. Nếu như chúng ta vẫn cứ tùy tiện dừng lại, vẫn cứ giải đãi lười nhác, công khóa trì hoãn tới chiều, trì hoãn tới tối, trì hoãn tới ngày mai, càng trì hoãn càng xa, đợi đến lúc chúng ta muốn tu, có thể em bé đã sắp ra đời rồi, không có bao nhiêu cơ hội nữa. Cho nên chúng ta không thể giải đãi, không thể diện cớ cho chính mình, khiến bản thân thoái chí rồi lại gấp gáp đuổi theo. Thời gian hễ trôi qua rồi, muốn tu hành tiếp, nhân duyên có thể đã thay đổi. Chỉ có tinh tấn, như lúc nãy chúng ta có nhắc tới đồng tu Trà Trà, mới có thể xuất hiện kỳ tích cả buổi chiều quỳ kinh cũng rất nhẹ nhàng. Đây chính là đột phá bản thân, cảm nhận được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Thử thách này đối với bản thân, sự bồi dưỡng nghị lực này, sự đúc kết tâm lực này có ích cho em bé, càng là trợ lực cho sự tu hành sau này của chúng ta. Tu hành trong thai kỳ là khế cơ tốt để chuyển tâm sửa lỗi, nâng cao tâm tính. Chúng ta thường nói, bái sám tụng kinh là phục vụ cho việc chuyển tâm, tu hành, tức là tu tâm. Bất luận là trong thất chuẩn bị mang thai hay là thất thai giáo, chúng tôi đều nhắc nhở mọi người nhiều lần, sức mạnh của tâm niệm là vô cùng lớn mạnh. Chấn động của tâm niệm người mẹ có ảnh hưởng không thể đo lường được đối với thai nhi. Nếu như người mẹ tập thành thói quen thời thời phản tỉnh, thường xuyên sửa lỗi, thai nhi tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen này. Sau khi ra đời, sẽ không thích nói dối, che đậy lỗi lầm của mình, mà sẽ dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, sửa đổi bản thân. Nếu như người mẹ thanh tịnh, an lạc, thai nhi tự nhiên sẽ có thể tránh những sự tùy tiện, phóng túng trong tình cảm, tâm tính cũng sẽ vững vàng, ngay thẳng. Trước khi mang thai, chúng ta có lẽ có một vài bạn chưa thật sự kiểm soát bản thân từ khởi tâm động niệm. Lúc nào cũng là niệm ác khởi lên rồi, lời ác nói ra rồi, việc ác đã làm rồi. Lại nghĩ, dù sao bái sám tụng kinh có thể tiêu nghiệp, còn có thể sám hối, cũng đã tha thứ cho chính mình, bỏ qua cho chính mình. Nhưng mà tu hành trong thai kỳ thì không giống như vậy. Chúng ta đã biết tâm niệm thiện có thể lợi ích thai nhi, tâm niệm ác có thể ô nhiễm thai nhi. Vậy thì vì em bé, chúng ta buộc phải như dẫm trên băng mỏng. Hời khởi lên tâm sửa lỗi hướng thiện, từ việc trước đây bị động sám hối mà nâng cao thành chủ động tránh né. Nhờ có động lực và áp lực sửa lỗi này, chúng ta đã bắt đầu tu hành từ trong tâm. Bây giờ gặp phải chuyện gì, chúng ta sẽ không tùy thuận theo tập khí và thói quen của mình nữa, mà sẽ thời giác chiếu quán sát từ trong nội tâm. Trước đây mình đã làm như thế nào? Bây giờ mình đã là một người mẹ, phải nên làm ra sao? Ví dụ, ăn cơm thì nên ăn thế nào?
có phải vẫn cứ kén chọn không? Gặp phải những người, những việc thấy chứng mắt, có phải vẫn nói này nói kia không? Sau khi em bé ra đời, có giống mình kén chọn so đo vậy không? Công khóa nên làm thế nào? Có phải vẫn vì sĩ diện mà làm số lượng cho nhiều, chứ không phải dùng tâm chân thành để làm công khóa không? Nhìn thấy đồng tu tinh tấn hơn, có phải không sanh tâm tùy hỷ mà lại đố kỵ không? Vậy thì em bé sau khi sanh ra cũng sẽ hư dinh nhỏ hẹp như vậy sao? Mọi người phải cảnh giác nha. Thai kỳ luôn là thời kỳ cá tính, chúng ta sẽ bộc lộ càng rõ ràng hơn. Cái tôi này sẽ ôm lấy đủ mọi lý do để nhảy sổng ra, như mình vì muốn tốt cho em bé, mình là thai phụ, mình cần được chăm sóc đặc biệt. Vấn đề vừa tới liền nghĩ, mình đang nghĩ như thế nào, đối phương không đúng ý mình ra sao. Chúng ta phải biết, như vậy không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà chỉ sẽ tăng thêm phiền não. Thời luôn nghĩ về bản thân, thật ra chính là tự tư tự lợi, chính là phân biệt đối lập. Vậy làm sao có thể lợi ích thai nhi được chứ? Đó cũng giống như lái xe hơi, có một động lực kéo lên phía trước, lại có một động lực kéo lại phía sau, sau cùng sẽ đi không nổi. Mặc dù chúng ta làm rất nhiều công khóa cho thai nhi, năng lượng hướng lên trước rất mạnh, nhưng tâm chúng ta không sửa, tâm hành trong ngoài khác nhau, không thể sanh ra hợp lực. Năng lượng của công khóa cũng không phát huy được hiệu quả lớn nhất, tốt nhất. Người làm mẹ như chúng ta phải chuyển tâm từ đâu? Có một mẹ trường chay đã chia sẻ một chuyện nhỏ trong thời kỳ mang thai của mình. Hôm nay đã xảy ra một việc vô cùng cảm động. Dì giúp việc giữa trưa trời nắng đã đi mua trái cây cho mình. Vốn dĩ đã dặn dì khi nào đi chợ rồi hãy mua một lần. Nhưng dì thà giữa trưa nắng cũng cất công chạy đi một chuyến để mua trái cây cho mình ăn. Việc này nếu là trước đây, chắc chắn dì sẽ không làm như vậy. Dì đã tới nhà mình được hơn 3 tháng rồi. Lúc mới tới có thể còn chưa thích nghi, rất nhiều việc đều không phối hợp. Mình đã y theo lý niệm trong thất địa tạng đã kiến nghị, hầu như không nói gì. Những việc mình làm được đều lặng lẽ tự mình làm. Chỉ có cô mình và những người khác trong nhà đều có ý kiến. Về sau dần dần, trải qua mấy tháng cố gắng đối tốt với dì, mình nhận ra thái độ của dì đối với mình cũng chuyển biến vô cùng nhanh. Còn đối với những người khác vẫn như cũ. Điều này khiến mình hiểu ra một đạo lý. Chúng ta phải thời thời khắc khắc nhớ tới cái tốt và sự cống hiến của người khác đối với mình, đồng thời phải thời thời khắc khắc quên đi sự cống hiến của bản thân đối với người khác. Muốn hy vọng có kết quả tốt, không phải đi yêu cầu người khác, mà là dốc sức làm tốt những việc mình có thể làm, tu bản thân mình. Người mẹ trẻ này của chúng ta trong khi sống chung với dì giúp việc đã thực hành Phật Pháp, cảm động đối phương. Điều này thật ra chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống. Nhưng người mẹ này đã đem Phật Pháp thực hành trong thân khẩu ý của chính mình, thực hành trong việc thay đổi những chi tiết cuộc sống của mình, liền có được lợi ích từ đó. Chuyển tâm cũng là như vậy. Chỉ từ một ý niệm, một câu nói, một việc nhỏ mà chuyển biến từng chút một, biến thân khẩu ý thành tất cả đều là thiện, là ánh sáng, vừa lợi ích thai nhi cũng lợi ích chính mình. Chúng ta thọ ít rồi sẽ biết rằng Phật Pháp vô cùng linh hoạt, sẽ càng muốn học Phật hơn, càng muốn thọ ít từ việc học Phật hơn. Cho nên điều then chốt là chúng ta phải đem Phật Pháp vận dụng vào thực tiễn, vận dụng vào những việc nhỏ cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên tu hành trong thai kỳ, chuyển tâm không phải khẩu hiệu, cũng không phải hình thức, mà là một việc chúng ta bắt buộc phải làm, là một việc vốn dạng lời. Trước khi mang thai, cá tính mà chúng ta đã quen thuộc, những ý niệm dễ dàng bỏ qua, không chịu thật sự bắt tay vào thay đổi tham sân si, do tính đặc thù của thai kỳ, đều sẽ khiến chúng ta hạ công phu thật sự để sửa đổi. Chỉ cần khéo dụng tâm, người mẹ chắc chắn sẽ có tiến bộ rất lớn, bởi vì dụng công từ trong tâm,
việc tu hành sẽ nâng cao nhanh nhất. Tu hành trong thai kỳ là khế cơ tốt để tin sâu nhân quả, thật sự tin tưởng Đức Phật. Trong thai kỳ, chúng ta có thể sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ví dụ những vấn đề liên quan đến em bé, thân tâm của chúng ta, quan hệ xung quanh. Luôn luôn trong những lúc này, bản thân chúng ta sẽ hoảng sợ, sẽ nghi ngờ, sẽ dao động. Kinh nghiệm của một số người mẹ trường chay của chúng ta đã trải qua quá trình chuẩn bị mang thai. Mang thai, sinh sản cho thấy, chặng đường thai nghén một em bé trường chay không phải hoàn toàn đều thuận buồm xuôi gió, không phải làm công khóa rồi liền gối cao đầu mà ngủ. Nhưng có một điểm mọi người đều thể hội sâu sắc, chính là gặp việc thì tâm cầu Phật Bồ Tát sẽ càng chân thật, càng mãnh liệt. Bình thường chúng ta tu hành, tâm tin Phật không chân, nguyện cầu Phật không thiết. Nhưng trong thai kỳ, tâm vì em bé của người mẹ là vô tư nhất, khẩn thiết nhất. Dùng tâm này để cầu Phật, liền có thể giao cảm. Xuất hiện vấn đề, chúng ta dùng nhân quả để tiếp nhận, dùng Phật lý để đối chiếu, dùng công khóa để hóa giải. Tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng an định, dựa vào mỗi một bài văn sám hối, mỗi một bộ kinh, mỗi một tiếng Phật hiệu, mỗi một việc làm mà khơi dậy tâm chân thành, tâm cảm ơn, tâm sám hối của chúng ta. Kiên định tín tâm đối với Phật, tập thành thói quen cầu Phật. Khi đã xây dựng được tín tâm kiên định này, đối với sự tu hành trong cuộc đời người mẹ đều sẽ có trợ ích rất lớn. Tu hành trong thai kỳ là khế cơ tốt để đặt nền móng vững chắc cho sự tu hành của chúng ta. Chúng ta trong 10 tháng mang thai, mượn cơ hội này để dụng công, dụng tâm vì em bé, tranh thủ thông qua sự nỗ lực trong 10 tháng này, tập thành một thói quen tốt đẹp. Tương lai, cho dù em bé ra đời rồi, chúng ta cũng có thể thời thời khắc khắc giữ gìn sự thanh tịnh này, giữ gìn sự an ổn này, giữ gìn tâm chúng ta bất động. Làm như vậy lâu ngày, dùng Phật pháp hung đúc sẽ biến thành một sự tự nhiên, biến thành một thói quen, biến thành một tập tục, tự nhiên sẽ giữ gìn được. Nếu như vẫn luôn giữ gìn được đến già, giữ gìn được đến lúc lâm chung, chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không khó chút nào nữa. Cho nên chúng ta mượn cơ hội này để nghiêm túc tu hành, cải thiện bản thân. Trên thực chất cũng là đặt nền tảng tốt cho sự tu hành trong tương lai của bản thân chúng ta, xây dựng được một mô thức lành tính. Trước đây, thân tâm của chúng ta có thể là hơi tùy tiện, không chú ý lắm. Bây giờ vì cơ hội thai nghén em bé này sẽ khiến thế giới thân tâm của chúng ta được cải thiện. Từ đó hình thành một mô thức mới, một mô thức tốt, một mô thức đúng đắn, một mô thức dùng Phật pháp để chỉ đạo cải tạo thế giới thân tâm của chúng ta. Sau cùng sẽ đạt được một mô thức thanh tịnh, bình đẳng, an ổn, tường hòa, hình thành một hình thái thân tâm tốt đẹp. Như vậy, 10 tháng chúng ta thai nghén em bé này không những không khổ công uổng phí, mà còn có ý nghĩa sâu xa. Các bà mẹ thân mến, xem xong những nội dung trên đây, các bạn có phải đã sáng tỏ thông suốt rồi không? Tu hành trong thai kỳ có thể được thọ ích không chỉ là thai nhi, mà còn có bản thân các bạn nữa. Chúng ta hãy phát huy năng lượng của tâm, lợi dụng thời gian quý báu và ngắn ngủi này, thay đổi bản thân, nâng cao bản thân, hoàn thiện bản thân. Lúc đó, thu hoạch của các bạn không chỉ là một em bé trường chay an lạc dễ nuôi, mà còn có các bạn mới mẻ như vừa sinh ra. A-di-đà-phật. Thank you.
No.